bẻ chân nha. Có bẻ chân không? Bẻ chân luôn đi. Cẩn thận nó có bẻ chân nha. Sao vậy? Thấy mệt hả? Anh có biết đánh sparring đâu. Tập thôi, gì đâu nguy hiểm. An toàn là bạn mà. Bye bye. Còn 2 phút nữa. Vậy gì làm đè luôn. Thấy nó té đè luôn. Tính lai ngâm ba hả? Tiếp đi, nó nhiều quá. Xí cổ. Xí cổ nó, đúng rồi. Xí cổ, đúng rồi. Đếm đi 20 giây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đập tay rồi. Sao Lâm tệ quá Lâm. Người bự hơn mà. Đứng dậy đánh tiếp đi. Thua hả? À?